Nhận định bóng đá Everton với Crystal Palace 0 giờ ngày 6 tháng 4, Everton sẽ tiếp đón các cầu thủ Crystal Palace trên sân nhà ở vòng 30 ngoại hạng Anh. Nhận định Everton với Crystal Palace, đội bóng của huấn luyện viên Carlo Ancelotti đang rất cần chiến thắng để cạnh tranh cho tấm vé dự cúp châu Âu mùa tới. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Everton hiện tại đang xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng với 46 điểm, kém 3 điểm so với vị trí thứ 5 của Liverpool. Tuy nhiên, họ vẫn còn 2 trận đấu trong tay và hoàn toàn có thể vươn lên. Thử thách đầu tiên sẽ là Crystal Palace trên sân nhà Goodison Park. Đây là cơ hội cho Everton chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước khi tạm nghỉ thi đấu đội tuyển quốc gia. Trong quá khứ, Everton đang giữ thành tích bất bại trong 12 trận đối đầu Crystal Palace tính trên mọi đấu trường. Ở phía đội khách, Crystal Palace mới chỉ có 37 điểm và đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng. Ở trận đấu gần nhất, họ có được chiến thắng 1-0 trước các cầu thủ West Brom sau khi để thua Tottenham 1-4 trước đó. Tuy nhiên, phong độ thi đấu của họ cũng là khá ổn khi đó là trận thua duy nhất trong 5 vòng đấu vừa qua. Dẫu vậy, thành tích đối đầu quá lép về trước Everton khiến cho đội khách không có nhiều cơ hội giành chiến thắng. Với sự vượt trội trong những lần chạm trán, Everton hướng tới chiến thắng quan trọng trong giai đoạn nước rút. Đây sẽ là cơ hội cho họ tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận thua. Dự đoán Everton với Crystal Palace 1-0.